Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV. Kênh mình thì chuyên mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là ngày 17 tháng 1 năm 2020 thì cũng chỉ còn độ 20 ngày nữa thôi là cũng đến Tết âm lịch rồi, thì các bạn là nhanh tay kiếm thật nhiều tiền và ủng hộ thật nhiều điện thoại cũ giá rẻ bên mình. Và buổi tối ngày hôm nay thì bên mình được về ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thành lý cho bạn. Thì các bạn nào chưa nào sản phẩm mình, các bạn thể đăng ký kênh, bật chuông thông báo và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ thì các bạn sẽ là người xem vừa lựa chọn đầu tiên. Và sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về được con này, còn iPhone 7 Plus nha các bạn nhé. iPhone 7 Plus thì hôm nay thì nhà mình vừa mới về được con này xong. Con này là iPhone 7 Plus, con này là bản quốc tế nhé. Đây, iPhone 7 Plus, con này là bản quốc tế. 32GB. Thì là con này thì là máy zin nguyên bản, tình trạng pin con này còn độ 82%. Pin con này 82%. Nhưng mà được cái là pin zin theo máy. Đây ạ. Vỏ thì con này thì vỏ hơi phẩy theo thời gian các bạn nhé. Đây, vỏ thì con này thì có cũ phẩy theo thời gian. Nói chung là iPhone 7 Plus dùng rất là sướng các bạn nhé. Đây, mình dùng con iPhone 7 Plus đấy. Con iPhone 7 Plus này thì mình dùng là máy phụ thôi, nhưng mình dùng nó đến tận 4 năm nay rồi, rất là bền luôn, cực kỳ là bền luôn. Còn cái máy quay của mình thì lại dùng máy là máy khác các bạn nhé. Đây ạ, iPhone 7 Plus nó được cái iPhone 7 Plus thì điểm thích các bạn là thứ nhất cấu hình cực kỳ là khỏe. Và thứ hai camera này nhá. Camera của iPhone 7 Plus cực kỳ là sắc nét và cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, nên là sử dụng các bạn dùng cực kỳ là thích luôn. iPhone 7 Plus thì con này thì là vỏ thì có cũ phải theo thời gian. Bản quốc tế 32GB, màu đen các bạn nhá. Đây, vỏ hơi phải theo thời gian đi ạ. iPhone 7 Plus đi ạ. Thì con iPhone 7 Plus này thì là máy mình bao cho các bạn là main zin, màn zin, pin zin theo máy luôn, 82%. Con này thì bên mình đang bán các bạn giá là 4.500.000 các bạn nhá. Là con iPhone 7 Plus phiên bản 32GB, con này thì bên mình đang bán với giá là 4.500.000. Con này thì hôm nay vừa mới thâu lại của khách xong. Thì các bạn nào thích sản phẩm iPhone 7 Plus thì các bạn liên hệ trực tiếp cho mình qua hai số điện thoại, một là 0966 0966 221789. Số này mình dùng Zalo đúng các bạn nhá. Nếu mà Zalo mà tin nhắn mình không trả lời kịp thì mong các bạn liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại mình thôi. Tại vì liên hệ này thì các bạn gọi điện thì nó không mất đáng bao nhiêu tiền đâu. Và 0833221789. Đấy, các bạn gọi qua trực tiếp cho mình và mình sẽ tư vấn và tư vấn cho bạn nhiều điện thoại cũ giá rẻ các bạn nhé. Đấy, mình sẽ tư vấn cho bạn điện thoại cũ luôn. Đấy, nhà mình có hai số điện thoại. Thì hình thức mua hàng bên mình rất nhiều thức. Thì các bạn nào tin tưởng bên mình rồi ấy thì các bạn chọn hình thức là chuyển khoản trước 100% thì mình sẽ free ship cho các bạn. Còn các bạn nào mà chưa tin tưởng bên mình rồi, các bạn chọn hình thức là nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán ấy. Nhưng mà hình thức nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán thì các bạn phải cọc trước cho mình phí ship 50k, 100k và 200k tùy theo mức giá sản phẩm. Cọc thì các bạn có thể là cạc thẻ Viettel này, nói chung là Villa hoặc là Mobi, hai là Momo và thứ ba là gì nhỉ? Chuyển khoản ngân hàng nhé. Đấy, nên là rất ok. Và tất cả sản phẩm bên mình thì báo giá trực tiếp, lỗi được một tuần và bảo hành 6 tháng, nên các bạn yên tâm không phải lo nhá. iPhone 7 Plus 4.500.000 cho các bạn nhé. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình được về là con này là con Oppo R7. Con Oppo R7 này thì là hàng này cực kỳ là hiếm nhá. Con Oppo R7 thì thời mà lúc mà điểm mà con Oppo R7 này mới ra này, nó là 6.9 luôn ấy. Con Oppo R7 này. Đấy. Đấy, Oppo R7. Đấy, R7 đây. Đấy, RAM 2 bộ nhớ trong 16GB. Con này thì là màn hình của nó là màn hình AMOLED nhá. Màn hình lúc thời điểm nó 1 triệu hơn 1 triệu đấy. Cả bây giờ thanh lý màn này cũng 1 triệu hơn 1 triệu đấy các bạn nhá. Con Oppo R7 này. Đấy, R7 thì vỏ có cũ phải theo thời gian. Đây ạ. Con này thì là máy tình trạng bị đây. Nó chỉ bị nứt một ngang một kính màn hình thôi. Đây. Nó chỉ nứt ngang một đường thôi các bạn nhé. Nứt ngang một đường thôi các bạn nhé. Đó, iPhone con Oppo R7 nứt ngang một đường đây. Con Oppo R7 này thì bên mình sẽ bán cho các bạn với giá là 800k. Con này thì là gì nhỉ? Màn hình của nó màn hình AMOLED nhá. Cho hiển thị hình ảnh cực kỳ là sắc nét luôn này. Oppo R7 này. Nói chung là chip này cực kỳ là khỏe luôn. Đó, chỉ tình trạng chỉ nứt mỗi ngang màn hình thì thôi. Các bạn về ép kính cũng được hoặc là không ép kính cũng được, để thể dùng chả sao. Mình sẽ dán tặng cho bạn một miếng cương lực các bạn nhé. Chứ không bạn phải ép kính nặng cái đấy, các bạn mua về dùng thay máy phụ ok nhé. Con Oppo R7 này là 8 lít cho các bạn nhé. Đấy, rất là rẻ nhé. Rẻ hơn cả giá màn hình luôn. Đây ạ. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về được con này là con Tab này. Tab A2019 này. Đấy. Con Tab A2019, con này bảo hành rất dài của Samsung nhé. Đấy, con này là con Tab A2019. Đấy, con này là phiên bản là gì nhỉ? Wi-Fi 3G nhá. Đấy, có nghĩa là các bạn mua một cái máy hoặc là cái máy gì nhỉ, nghe gọi cực kỳ là to luôn. Đây.
Con này là con này 88 inch nhá. Đấy, 88 2019 này. Đấy, tặng cho em các bạn bao da luôn đây. Các bạn có thể làm một lắp sim nghe gọn vào đây, các bạn làm một máy nghe gọn rất ok nhá. Hoặc các bạn ở nhà ví dụ mà xem phim nghe nhạc thì các bạn mua con này rất ok. Con tắt 8A 2019 này thì con này thì mình sẽ tặng cho các bạn là bao da luôn các bạn nhé. Đấy, bao da này. Đây. Đây. Ngoại hình thì con này thì đẹp 90/90%. Đây. Con này thì khách vừa mới mua được có hơn 2 tháng thôi, còn bảo hành rất là dài luôn các bạn nhé. Con TAT 8A 2019 này thì con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 2.300k nhé. Đấy, con này là 2.300k. Tặng cho kèm cho bạn một cái bao da này luôn này. Đấy. Con TAT 8A 2019 này. Đấy. Con này thì là có chức năng là nghe gọi luôn các bạn nhá. Phiên bản của nó là 32GB. Các bạn dùng cực kỳ là sướng luôn. Đây. Đấy. Các bạn mua về xem phim nghe nhạc hoặc là nghe gọi, quay phim rất ok. Đấy. Đấy, rất ok. Con này thì bên mình đang bán giá là 2.300k con TAT A 2019 đấy các bạn nhá. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình để về là con này, con Samsung Lốt 5 này. Lốt 5 này, Lốt 5 màu trắng tinh khôi nhá. Lốt 5 màu trắng tinh khôi này thì là con này thì là màn hình của nó là 5.7 inch các bạn nhá. Sorry các bạn, là con này là màn hình là 5.5 inch, độ phân giải màn hình của nó là 2K. Cấu hình con này mình sẽ xem con này là cấu hình con này là bao nhiêu GB nhá. Đây, mình sẽ xem cấu hình con này là con này là RAM 4, bộ nhớ trong là 32GB nhé. Đấy. Con này là RAM 4GB, bộ nhớ trong 32GB. Con này thì là màn hình đẹp keng, không ám ồ hay không lưu ảnh gì con Note 5 này nhé. Màn hình đẹp keng, không ám ồ hay không lưu ảnh gì. Con Note 5 thì có hỗ trợ cái bút S Pen này. Đấy, các bạn viết lách hay là các bạn mà để làm gì cũng rất ok nhé. Note 5 nó hỗ trợ cái bút này, các bạn viết vẽ cực kỳ là ok. Con Lốt 5 này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 1.900.000 nhé. Con này thì mình sẽ xả cho bạn hàng cho bạn với giá là 1.900.000. Ngoại hình thì con này còn 90/90%. 1.900.000 nhé, con Lốt 5 này. 1.900.000 cho bạn nhé. Màn hình đẹp keng, không ám bố hay không lưu ảnh gì các bạn nhé. RAM 4, bộ nhớ trong 32GB. Lốt 5 này. 1.900.000 cho bạn nhé. Này. Và tiếp theo với buổi tối ngày hôm nay thì mình lại về con này, con Redmi C2. Redmi C2 thì con này thì là pin của nó là pin 4000, hơn 4000, màn hình con này thì tràn viền 6 inch, hơn 6 inch. Đây con Redmi C2 ấy. Con Redmi C2 phiên bản con này là phiên bản là 32GB nhá. Đấy. Con Redmi C2 con này là phiên bản là 32GB. Đây. Ngoại hình thì con này còn độ 90%, mặt sau thì khách dùng cái ốp nó phải cũng phải theo thời gian thôi. Đây, cái ốp phải theo thời gian thôi. Con này thì mình sẽ bán cho bạn với giá là 1.500k nhé. Con Redmi C2 này là phiên bản 32GB. Bên mình đã bán giá 1.500k cho bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Redmi C2 thì các bạn nhận hàng liền sớm nhất nhá. Redmi C2 này. 1.500k cho bạn nhá. Đấy. Và tiếp theo hôm nay thì nhà mình lại về con này, con Samsung S8 Plus. S8 Plus thì là con này là gì nhỉ? Đây ạ. S8 Plus, con này là bản Hàn nhá. Con này bản Hàn, 2 sim 2 sóng. Thì con S8 Plus này thì là màn hình đẹp keng, không ám mồ hay không lưu ảnh gì, bản Hàn 2 sim 2 sóng. Màn hình con S8 Plus này thì là độ phân giải màn hình của nó là 2K. Màn hình của nó tràn viền 6.2 inch. Đấy. Con S8 Plus mình sẽ xem cấu hình của nó là RAM bao nhiêu GB nhá. Đấy, con này là phiên bản của nó là RAM, con này là RAM gì nhỉ? Đây ạ. S8 Plus đấy. RAM con này là RAM 4GB này. Bộ nhớ trong con này là 64GB. Đây. Ngoại hình thì con này còn độ 90/90%. Còn S8 cộng đấy các bạn nhá. Tình trạng con này thì là màn hình đẹp keng, không ám ố gì, chỉ bị đốm một tí đi thôi. Đây. Đây chỉ đốm một tí đi thôi các bạn nhá. Đấy các bạn. Đây. Đấy, các bạn nhìn kỹ thì mới thấy nhá, rất là bè, rất là mờ nhá, rất là bè, rất là mờ luôn. Con S8 Plus này thì là bản Hàn, 2 sim 2 sóng. Thì là con này thì bên mình đang bán cho bạn giá là 3.1 triệu nhá. Đấy, tí đi như này thôi, mờ, rất là mờ nhá. Nói chung là các bạn dùng không bị loang ra đâu nên các bạn yên tâm sử dụng nhá. Con S8 cộng này thì bên mình đang bán với giá là 3.1 triệu nhé. Đấy, các bạn dùng rất là tuyệt vời luôn. S8 Plus thì 3.1 triệu cho bạn. Đấy. Và tiếp theo thì nhà mình có con gì nhỉ? Đây. Lốt 8 thì hôm nay nhà mình về được 2 con. Đấy. Nhìn nhiều lắm. Lốt 8 thì nhà mình về được 2 con. Một con màu đen hay sao? Em xem lốt 8. Được đây. Lốt 8 này nhà mình về được 2 cây các bạn nhá.
Lót 8 thì ngay cho mình về được 2 cây. Lót 8 thì hôm nay cho mình về được 2 cây. Một con màu xanh này ạ, ngoại hình thì còn 90, trên 90%. Lót 8 màu xanh các bạn nhé. Và một con màu đen này, ngoại hình cũng 90, trên 90%. Con lót 8 này các bạn mua dùng cực kỳ là thích các bạn nhé. Đấy, lót 8 dùng phê lòi luôn. Các bạn tuy mà thời điểm nó ra được mấy năm rồi nhưng mà dùng các bạn dùng rất là thích. Thứ nhất là to, thiết kế to, và thứ hai rất là đẹp. Màn hình con lót 8 này là màn hình của nó là tràn viền 6.3 inch. Độ phân giải màn hình của nó là 2K. RAM thì là RAM 4GB. Các bạn, là RAM lót 8 là RAM 6GB. Bộ nhớ trong con này là 64GB các bạn nhé. Đấy, RAM con này là RAM 6GB này. Bộ nhớ trong con này là 64GB. Lót 8 này màu đen bóng này, hôm nay mình về con này. Thì là con này thì là màn hình của nó thì là màn hình con này thì là không án, chỉ bị hơi bị lưu một tí thôi nhá. Hơi bị lưu một tí phần dưới thôi. Đó, chỉ hơi bị lưu một tí phần dưới mờ mờ thôi nhá. Các bạn để ý kỹ thì mới thấy nhá. Con này thì bên mình đang bán cho bạn giá là 3.800.000. Con lót 8 này thì bên mình đang bán giá là 3.800.000. Và con màu xanh này, màu xanh thì là ngoại hình còn 90, trên 90%. Máy đẹp linh keng xà beng. Thì được cái màn hình con này thì là màn hình đẹp keng nhá. Đấy, màn hình con này thì đẹp keng, không ám mố hay không lưu ảnh gì hay không đốm gì. Con này thì bên mình đang bán với giá là 4.500.000. Đấy, lót 8 mà giá dưới 4 triệu đồng thì là màn hình đẹp, sáng đẹp thì không có đâu các bạn nhá. Thì các bạn lưu ý giúp mình, các bạn mua hàng các bạn lưu ý giúp mình các bạn nhá. Đấy, lót 8 mà giá dưới 4 triệu đồng thì không có đâu màn đẹp các bạn nhá. Tuy nhưng mà riêng thời điểm này, lúc nào các bạn muốn màn đẹp, sáng đẹp thì chỉ có trên 4 triệu các bạn nhá. Đấy. Đấy. Đấy, con này thì là ngoại hình còn 90, trên 90%, 4.500.000. Bạn nào học phong thủy màu xanh thì các bạn thể dùng màu xanh thì rất ok nhé. Nói chung lót 8 dùng cũng sướng lắm, nhà mình bán cực kỳ là nhiều. Và bảo hành con này thì rất là ít các bạn nhé. Nó tỷ lệ nó lỗi nó chỉ 1% thôi. 100% mà chỉ lỗi vào 1%, dùng mình bán mình cảm thấy mình rất tự tin về con này luôn. Mình bán cũng khá là nhiều rồi nên các bạn yên tâm sử dụng các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm con Samsung lót 8 này các bạn liên hệ mình sớm nhất nhé. Đấy. Và giá bên mình thì là báo giá trực tiếp thì các bạn có thể là vào xem ủng hộ mình. Nói chung hoặc các bạn thao sẩm tham khảo giá cũng được. Thì năm 2021 rồi. Thì theo lời khuyên của mình, các bạn có nên mua hàng online không thì các bạn nên đi mua hàng online. Thì vì mua hàng online thì các bạn rất nhiều lựa chọn. Các bạn sang shop mình thì giá bên mình ok thì các bạn thể là mua shop bên mình. Giá bên shop khác ok thì các bạn thể là sang shop khác ok các bạn mua. Đấy, rất là nhiều cái lựa chọn của gì nhỉ, rất cái nhiều cái lựa chọn của các bạn mua hàng online các bạn nhé. Đấy, các bạn mà ra cửa hàng các bạn xem nhiều quá thì các bạn cũng ngại, các bạn cứ sang shop nọ shop kia, các bạn xem trên mạng, các bạn đặt trên mạng, các bạn ship về rất ok, nhận hàng kiểm tra hàng thanh toán thôi, rất ok các bạn nhé. Đây, và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình đã về được một cây S8 màu xám này. Cây S8 màu xám này thì là con này là bản hàn, 2 SIM 2 sóng. Đây là ổ SIM các bạn nhé, ổ SIM mình vừa bỏ ra nhé. Thì là S8 thì là phiên bản của nó là RAM 4GB. Bộ nhớ trong con này là 64GB các bạn nhé. Đấy, RAM con này là RAM 4GB. Bộ nhớ trong con S8 này là 64GB. Màn hình con này là màn hình của nó là tràn viền 5.8 inch. Độ phân giải màn hình của nó là 2K các bạn nhé. Đấy, độ phân giải màn hình 2K. Đấy, con này là bản hàn, 2 SIM 2 sóng. Màn hình con này thì đẹp keng nhé, không ám mố hay không lưu ảnh gì. Đấy, màn hình con này là đẹp keng, không ám mố hay không lưu ảnh gì. Con S8 nhỏ này thì bên mình đang bán với giá là gì nhỉ, 3.500.000 con S8 đấy nhá, S8 nhỏ đấy nhá. Bên mình đang bán giá là 3.500.000 nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung S8 nhỏ này các bạn nhà mình sớm nhất nhé. Đấy, và bây giờ thì cũng muộn rồi, và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình có ít mẫu sản phẩm để vũ giá rẻ thanh lý các bạn. Thì các bạn nhanh tay nhấc máy liên hệ trực tiếp mình đặt hàng các bạn nhá. Và bây giờ thì cũng muộn rồi, và xin chúc bạn đã xem video mình một buổi tối ngon, và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui hạnh phúc. Và xin chào và hẹn lại clip tối ngày mai các bạn nhé.